chỉ vì bản thân mình mà sinh tâm tham lam thì khó tránh khỏi hại người lợi ta. Nếu không được hài lòng thì sẽ oán người trách trời, sanh khởi lòng sân. Ngày nào cũng sân cũng giận thì từ đó tổn thương đến tâm can. Từ tham mà sinh ra các phiền não vọng niệm sẽ làm cho con người suốt ngày ăn ngủ không được yên. Đây đâu có phải là con đường cầu phúc. Một số người đã dùng mọi thủ đoạn để mà mưu đoạt những thứ mình muốn, nhưng mà họ suốt ngày không yên, lo lắng cái đã có sẽ bị mất đi, suốt ngày bàng hoàng không yên, luôn luôn lo sợ người khác làm điều bất lợi với mình, cũng vì để duy trì một số lợi ích cho bản